Nếu như mình gấp rút quá, lỡ biết đâu là mình sai lầm thì sao? Xã hội nó cũng là một phần trong cuộc sống và em cũng vậy. Khi mà người đàn ông chín chắn rồi, họ có được một cái sự cân bằng rồi thì họ sẽ đối xử với tất cả mọi người xung quanh họ đều có một cái sự tử tế nhất định. Chúng ta gặp cái vấn đề gì á nên ngồi lại nói chuyện với nhau thì vì cứ im lặng hoặc là trách móc. Em thấy bạn làm thiết kế thì chắc là em cũng đang tìm một người thiết kế thì biết đâu bạn sẽ là người đồng hành cùng em. Tao thiết kế nhà cửa đâu phải thiết kế thời trang đâu. Bạn khá là mạnh mẽ và cá tính. Cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Thấy bạn rất là dễ thương. Thôi, em đang hồi hộp lắm, lạnh tay luôn rồi. Tôi thấy cũng cao ráo lắm nha, em cao mét mấy? Em được mét 7 kìa. Không thì nấu ăn thì cũng bình thường thôi, cũng có thể nấu được, nhưng mà rửa chén thì rửa rất là sạch. Cho nên là... thì cũng cần một bạn rửa chén. Chào quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speakable đã đồng hành cùng với chương trình. Và ngày hôm nay thì Cát Tường cũng sẽ tiếp tục công việc của mình, đó là mai mối kết nối cho hai bạn. Bạn nam đã ngồi đây rồi, bây giờ Tường sẽ ra đưa bạn nữ vào nha. Rồi bên trái có ghế nha, ngồi xuống. Mời hai bạn tháo mặt nạ của mình ra nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ phần đầu tiên giới thiệu về bản thân. Rồi mời em trai giới thiệu trước. Dạ em tên là Phong, em sinh năm 97. Tên gì Phong? Nguyễn Văn Phong. Nguyễn Văn Phong. Dạ hiện tại giờ em đang làm kinh doanh và có một thương hiệu thời trang riêng cho bản thân của mình. Wow. Dạ. Hôm nay thì em đến với chương trình này, rất mong chương trình tạo điều kiện cho em tìm được một nửa của mình. Quê mình ở đâu? Dạ em sinh ra và lớn lên ở Bình Định chị ạ. Vào trong này lâu chưa? Em vào đây thì được 7-8 năm rồi. Hiện tại đang sống ở quận mấy? Em đang ở Tân Bình. Là mình có một thương hiệu thời trang riêng hả? Dạ. Wow, mình mở cái đó được bao lâu rồi? Mấy năm rồi? Dạ em mở cũng được 2-3 năm rồi. 2-3 năm rồi, dạ. Làm ăn ổn không em? Nếu tính ra thì cũng khá ổn. Khá ổn ha. Dạ. Tuổi trẻ mình cũng từ từ khẳng định bản thân. Dạ, ngoài công việc đó ra mình còn làm gì nữa không? Dạ hiện tại thì em đang làm kinh doanh bên mảng bất động sản. Là mình làm cho công ty hay là như làm? Dạ, đúng mình rồi, làm riêng cho công ty. Làm công việc sale đó là mình phải đi nhiều, gặp khách hàng nhiều phải không? Dạ đúng rồi, thời gian sẽ là cuối tuần nhiều. Phong là sống với ai trong này? Hiện tại giờ em đang ở một mình thôi. Ở một mình là mình thuê nhà mình ở. Dạ. Ba mẹ rồi còn ngoài kia hết. Đúng rồi, gia đình em thì đều ở Bình Định hết. Quá tuyệt vời. Nguyễn Văn Phong 1997, ông chủ nho nhỏ rồi đi làm thêm bất động sản thêm ở ngoài nữa. Chắc ổn định rồi đó, ngon rồi đó. Tới em gái mời em giới thiệu. Xin chào chị Cát Tường và chào bạn nam đối diện. Em tên là Khuê, em sinh năm 96 và hiện tại em đang là kiến trúc sư. Cái gì Khuê? Dạ, Nguyễn Thị Bích Khuê. Nguyễn Thị Bích Khuê. Kiến trúc sư là mình làm trên máy móc, mình thiết kế, mình vẽ. Dạ đúng rồi, thiết kế về các cái công trình, các cái dự án. Mình đang làm việc cho công ty nào? Dạ em đang làm việc cho công ty kiến trúc Oasis Concept ở quận Phú Nhuận ạ. Có ngại bạn gái lớn hơn mình xíu không? Chị gu em phải lớn hơn em. Chị gu em phải lớn hơn em. Gu em phải lớn hơn em. Trời ơi chất dữ. Quá ngon lành. Quê quán mình ở đâu? Dạ quê quán của em thì ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ạ. Ừ, rồi hiện giờ mình là sống ở đâu nè? Dạ em sống và làm việc ở quận 3. Nó xuống núi lâu chưa? Dạ em xuống núi từ lúc em chưa tròn 18. Từ lúc em chưa tròn 18. Wow. Để đi học đại học và cho đến bây giờ là em quyết định làm việc ở đây luôn. Ừ, như vậy là gọi là ở thành phố là em là nhiều hơn bạn bên này. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em thì hòa đồng, vui vẻ, khá là dễ thương, khá là dễ thương. Còn điểm yếu của em thì hơi con nít một chút. Thôi tuổi mình tuổi trẻ mà mình cũng có thể đôi lúc trẻ con một chút cũng đáng yêu. Chị 45 tuổi mà chị còn thấy chị con nít nữa chứ không chỉ là em. Không sao hết trơn á. Bình thường nhiều khi đàn ông những lúc mình con nít vậy nhõng nhẽo một tí rồi đàn ông sẽ có cơ hội để thể hiện bản lĩnh của mình hơn. Những lúc rảnh rỗi thì em làm gì? Em có khá là nhiều sở thích khi mà em rảnh rỗi, chẳng hạn như là em thích đi bắn cung. Trời mạnh mẽ dữ. Dạ em thích tham gia các hoạt động ngoài trời. Oh. Đi chơi đầm sen, đi thảo cầm viên. Oh.
Hoặc là em còn có những cái sở thích chẳng hạn như là lắp Lego, xếp hình để thư giãn hơn trong những cái thời gian rảnh rỗi. Em nghĩ sao về những cái sở thích của cổ? Dạ em thấy những sở thích rất là cá tính, rất là mạnh mẽ. Em nghĩ chắc bạn nữ của nó rất là mạnh mẽ. Em nghĩ là cái tính cách trẻ con chắc là một phần lâu bất chợt, lâu bất chợt hơn. Còn lại chắc là mạnh mẽ lắm. Đây là một cô gái đầy đủ về thể chất, dạ, tinh thần ngon lành, đáng đu theo nha cưng. Dạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì cũng giống như bạn nữ thôi, là rất hòa đồng vui vẻ. Còn điểm yếu của em thì bởi vì tính chất công việc cho nên là em nhậu khá là nhiều. Em nghĩ cái đó là điểm yếu và em sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian tới. Lúc rảnh rỗi thì mình làm cái gì? Rảnh rỗi thì em hay đi cà phê, đọc sách. Nhưng mà thường thì thời gian rảnh rỗi thì em đi tập thêm gym hoặc đi bơi. Cũng là luyện thể lực ha, cũng được. Hai bạn này mình thấy là những tuổi trẻ mà có cái sự tương đồng với nhau. Về tình trường thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi? Em thì trải qua ba mối tình rồi. Mối tình đầu tiên thì hồi ngày xưa đi học. Mối tình thứ hai thì ở thành phố Hồ Chí Minh thời đi học đại học. Và mối tình thứ ba thì thời đi làm. Sau ba mối tình thì vẫn chưa tìm được cái người mà mình ưng ý, cho nên là hiện tại giờ vẫn đang độc thân. Trong ba cái mối tình đó, mối tình nào để lại cho em nhiều cái ấn tượng nhất, khó quên nhất? Chắc em nghĩ là mối tình đầu. Bởi vì cái mối tình đó thì cái thời đó mới yêu nhau thì còn ngây thơ trong sáng, cái gì nó cũng mới mẻ, cho nên là em nghĩ cái đó ấn tượng nhất. Kéo dài được bao lâu? Kéo dài được 1 năm rưỡi. Còn lý do sao chia tay? Khi mà đi ra môi trường mới thì mỗi người một suy nghĩ khác nhau nên không phù hợp với nhau nữa. Cái mối tình mà cuối cùng khi đi làm á thì nó lại vướng một cái là công việc của hai người không phù hợp với nhau. Bạn đó thì hơi hướng nội, còn em thì hơi hướng ngoại xíu. Công việc của em phải đi nhiều, gặp gỡ nhiều thì bạn đó lại không vui. Đúng rồi, bạn đó lại không vui, cho nên là em nghĩ nó sẽ không phù hợp, cãi vã rất là nhiều, cho nên em nghĩ là không nên tiếp tục nữa. Cả hai người đều mệt. Kết thúc là cách đây bao nhiêu lâu rồi? Dạ 2 năm rồi. 2 năm. Dạ. 2 năm vừa rồi sao không có ai hết trơn vậy? Thì em đang tập trung làm những cái dự án của em cho nên là chưa có thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương. Sao em lại cần nhờ tới chương trình nhờ gặp chị Tường? Tại vì chị nghĩ là các bạn, ngay cả hai bạn luôn, đều trẻ trung năng động xinh đẹp, xung quanh mình thiếu gì cái tia. Cái đó em nghĩ là cũng giống như suy nghĩ của chị vậy á. Ai cũng nghĩ là em sẽ có người yêu rồi cho nên là em cua ai cũng không được hết. Em cua ai cũng không được hết. Còn em thì sao? Em nghĩ là đó là một cái duyên, một cái định mệnh mà đưa em đến đây. Tại vì ở bên ngoài xã hội thì cũng có rất là nhiều bạn tìm hiểu, nhưng mà chắc là em vẫn chưa thấy phù hợp, nên là em vẫn chưa cho người ta cơ hội để mà tiếp tục tìm hiểu mình. Mình sẽ giao cái định mệnh mình cho một người khác, giao cho chương trình thử coi có cái gì thay đổi không, phải không? Dạ đúng rồi. Nếu không làm gì nên được khi nhớ thương. Tình trường của em thì sao? Em đã trải qua 2 mối tình chính thức. Năm 3 đại học là mối tình đầu tiên của em. Thì em thấy mối tình đó là mối tình đối với em là sâu đậm nhất. Kéo dài bao lâu? Dạ kéo dài gần được 2 năm, hơn 1 năm. Lý do tại sao chia tay? Em nghĩ lúc đó là hai người vẫn còn trẻ quá, chưa có va chạm nhiều ở ngoài xã hội, nên đôi khi là những cái quan điểm cá nhân của mỗi người nó khác nhau. Cái lúc mà bắt đầu chuyển giao sang một cái bước là bạn ấy ra ngoài tiếp xúc với xã hội nhiều á, thì hai người có những cái điểm không có hòa hợp để mà đi chung một con đường nữa. Từ đó đến nay là có để ý ai thêm hoặc là có ai để ý mình nhưng mà nó chưa có đủ độ chín mùi không? Có rất nhiều, có rất nhiều. Có rất nhiều, chị cũng nghĩ vậy, có rất nhiều. Em có nghĩ là mình khó tính quá không? Dạ có, em hơi cầu toàn một chút. Tại vì em thấy cuộc sống xung quanh em là cũng đầy đủ hết rồi. Em cũng tự đặt tiêu chuẩn ra cho bản thân mình, nó cũng phải phù hợp với mình. Thì lúc đó mình mới tiến đến. Tại vì bây giờ em nghĩ với độ tuổi của mình, em cũng không muốn lông bông hay là tìm hiểu qua loa sơ sài nữa. Mà em muốn là tiến đến một cái mối quan hệ mà nó bền vững. Em có ngại người nhỏ tuổi hơn mình không? Dạ có. Còn duyên ở đâu mà khóc vơi. Trước đến giờ thì có rất là nhiều bạn nhỏ tuổi hơn muốn tìm hiểu em, nhưng mà em chưa mở lòng được với một bạn mà nhỏ tuổi hơn nên em đều từ chối hết, nhưng mà biết đâu ở dưới trời này có cái gì cũng biết đâu, có một cái năng lượng khác thì em nghĩ là nhiều khi nó sẽ khác. Nếu mà tìm một cái mối quan hệ phù hợp thì khi nào em muốn kết hôn? Em thì cái chuyện đó em nghĩ là nó nên đến một cách tự nhiên, chứ em không đặt ra cái khoảng thời gian nhất định. Tại vì nếu như mình gấp rút quá, lỡ biết đâu là mình sai lầm thì sao? Nhưng mà hiện tại mình đã, thí dụ mà mình cảm thấy rất phù hợp thì mình đã sẵn sàng để kết hôn chưa? Dạ, nếu mà thực sự phù hợp và nó đến một cách tự nhiên thì em nghĩ là
cái điều sẵn sàng là điều bình thường. Em muốn tìm một người như thế nào? Bạn ấy phải đầu tiên là chung thủy, phải có sự điềm đạm, chín chắn trong tính cách. Cái quan trọng nhất là cái cách mà bạn ấy đối xử với em cũng như là đối xử với mọi người xung quanh. Bạn ấy phải có sự quan tâm nhất định. Khi mà đối xử với mình dĩ nhiên là phải khác với những người khác, nhưng mà không thể nào mà đối xử với mình tốt nhưng mà mọi người xung quanh mặc kệ, hoặc là đối xử với mọi người xung quanh tốt nhưng mà mình lại vô tâm. Bạn ấy có thể biết được là xã hội nó cũng là một phần trong cuộc sống, và em cũng vậy. Khi mà người đàn ông chín chắn rồi, họ có được một cái sự cân bằng rồi, thì họ sẽ đối xử với tất cả mọi người xung quanh họ đều có một cái sự tử tế nhất định, và sự điềm đạm khi mà giải quyết trong một mối quan hệ. Không thể nào mà lúc nào cũng êm đềm và hạnh phúc được, xảy ra mâu thuẫn á, thì em muốn là cả hai cùng nhau giải quyết một cái cách êm đẹp và chín chắn hơn, chứ không phải là bất đồng. Em nghĩ sao về những tiêu chuẩn mà bạn gái vừa chia sẻ? Em nghĩ là những cái tiêu chuẩn này giống như những cái tiêu chuẩn mà em cũng đang tìm kiếm. Em cũng rất thích là những cái người mà trong mối quan hệ yêu nhau á, thì khi mà chúng ta gặp cái vấn đề gì á, nên ngồi lại nói chuyện với nhau thì cứ im lặng hoặc là trách móc. Em muốn tìm một mẫu người như thế nào? Bản thân em thì em muốn một người cùng em đồng hành trong cái quãng đường sắp tới. Có thể là sẽ có khó khăn đó, bởi vì em sẽ có thêm những cái định hướng mới cho cái việc phát triển thương hiệu của mình. Em thấy bạn làm thiết kế thì chắc là em cũng đang tìm một người thiết kế, thì biết đâu bạn sẽ là người đồng hành cùng em. Tao thiết kế nhà cửa đâu phải thiết kế thời trang đâu. Gu về thẩm mỹ đúng không? Dạ đúng rồi. Có những kiến thức về làm đẹp. Dạ. Còn bạn thì em chỉ cần bạn có vẻ bề ngoài dễ nhìn một xíu là được rồi. Điều gì em không thích ở một người bạn gái, ở người phụ nữ? Em không thích một người phụ nữ là nhậu quá nhiều. Lai rai của em thì được, chứ còn nhậu quá nhiều thì em rất. Bởi vì em cũng đi nhậu khá là nhiều, cho nên là em đang hạn chế nó lại. Và tưởng đâu có nhìn thấy mấy cô xỉn quá xung quanh, thấy kỳ quá. Ok, bây giờ có hình ảnh không? Có hình không? Đào cho chị coi. Khởi đầu thì chị thấy là tương đối có khởi sắc đó, còn không biết tiếp theo là như thế nào. Ngủ lòng công chúa ha. Trong năm chàng trai này, quên, trong năm cô gái này, trời, tôi nhìn qua hình bên này cái tôi thấy đưa hình của ai bạn nữ chụp vậy trời ơi, là có ba chàng trai với ba cô gái. Trời ơi, rồi có khi nào ba cặp không? Không phải đâu chị, bạn em á. À, bạn em đó hả? Vâng. Quên ba cô gái kia đi, nếu mà có gì ta không dám đưa mình coi đâu. Ngủ lòng công chúa này hãy lựa một cô coi. Theo em thì ngày hôm nay chị Tường sẽ làm mai cho em cô nào? Cá tính, à, mạnh mẽ, có chút trẻ con. Em nghĩ là bạn chính giữa. Tại sao em lại nghĩ là bạn chính giữa? Bởi vì em nghĩ những bạn mà có tính cách mạnh mẽ như vậy thì chắc là sẽ có tha thu. À vậy hả? Hay thế ta? Phải có tha thu. Rồi còn em? Khó rồi, tại sao em bị mù mặt? cảm nhận nãy giờ mình nghe chia sẻ một chàng trai nhỏ hơn mình 1 tuổi nè, làm về thời trang nè. Em nghĩ là bạn này ạ. À, để xem cảm nhận của các bạn hôm nay đúng hay không nha. Hãy nhìn vào hình đi, và chị sẽ mở cửa trái tim ra cho các bạn xem. À, thường người ta nói giác quan thứ 6 của phụ nữ mạnh mẽ. Để xem hôm nay thì như thế nào. Đây, cho tự phát biểu trước luôn á. Em không nhận ra bạn này là ai trong ba chàng trai. Sai rồi, chàng trai áo đen còn lại. Nhưng mà này đúng không? Tha thu của em đâu? Ủa vậy sao thằng này hình nhìn đâu ra ta? Nè, tha thu này chị, vậy đúng tay bên đó rồi. Đâu được coi? Chính giữa đây. Ồ, công nhận hay thiệt. Vậy là em đoán đúng rồi đúng không chị? À, tặng quà đi kìa. Mình có cuốn sách là Cân bằng cảm xúc. Như Khuê nói nãy thì Khuê rất thích những gì cân bằng trong cuộc sống. Cuộc sống của mình là những cái mà mình giải quyết vấn đề. Khi mà mình cân bằng được cảm xúc, mình giữ được bình tĩnh thì mình sẽ xử lý những vấn đề tốt hơn. Thì hy vọng cuốn sách này sẽ giúp được Khuê. Cảm ơn Phong nhé. Còn đây là quà của Khuê tặng cho Phong. À, cảm ơn. Nhẹ nhàng dễ thương quá. Của Khuê tặng cho Phong. Coi có quà gì trời ơi. Lego. Đúng rồi. Cái đó là Khuê vừa mới lắp để tặng cho Phong á, và nó có đèn, nó có thể bật đèn á. Mới lắp? Để Khuê... Mới lắp là sao? Là em tự làm hả? Dạ đúng rồi ạ. Em mua những cái này về để lắp giải trí trong khoảng thời gian mà em thư giãn. Rồi mục đích em tặng cái này cho bạn Phong để làm gì? Có ý nghĩa gì kèm theo không? Đó là cái hình phi hành gia, thì mong cho công việc sắp tới của Phong sẽ phát triển và vượt ra ngoài cả vũ trụ. Trời ơi! Cảm ơn Khuê rất là nhiều, dễ thương quá ha.
Cảm nhận của em đầu tiên là như thế nào khi cánh cửa trái tim này mở ra và nhận quà của bạn ấy? Em thấy là em cảm nhận đúng với bạn rồi. Bạn khá là mạnh mẽ và cá tính. Cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Em thấy bạn rất là dễ thương. Thôi, em đang hồi hộp lắm, lạnh tay luôn rồi. Tôi thấy cũng cao ráo lắm nha, em cao mấy mấy? Em được mét 7 kìa. Oh. Cảm xúc của em như thế nào khi cánh cửa trái tim này mở ra? Dạ, cũng ngạc nhiên á chị. Tại ngạc nhiên gì vậy? Nhìn bạn cũng chín chắn hơn là cái độ tuổi 97. Với lại phong cách ăn mặc cũng lịch lãm. Dạ, được. Cũng gentle. À, nói chung đó là những cái tín hiệu đầu tiên là nó cũng tích cực. Còn tiếp tục như thế nào thì mình từ từ mình tìm hiểu tiếp ha. Bây giờ thì chị Tường sẽ mời các bạn cùng ăn với nhau một bữa cơm trưa tại chương trình. Trong thời gian đó thì mình cố gắng mình trò chuyện để mình hiểu nhau được nhiều hơn. Nhớ có gì thắc mắc thì mình cứ hỏi, tuổi trẻ không có gì ngần ngại cả nha. Ở trên đây là có hai cái chị để đây nhé, có hai cái lá thầm. Trong quá trình vừa ăn uống thì các bạn mỗi người sẽ bóc một lá và mình cùng trao đổi về những cái yêu cầu ở trong cái chương trình này. Rồi, mời hai bạn. Chúc hai bạn một bữa trưa ngon miệng. Dạ, em cảm ơn chị. Mời Khuyên chưa ha? Khuyên đại đang ở đâu? Quận 3 hả? Đúng rồi. Quận 3 là ở chỗ nào? Đường Trường Sa. Đường đó Phong hay đi nhậu ở đó lắm á. Hôm nào mình rủ nhau ra đó nhậu nha. Khuê thì không có đi nhậu. Gì hả? Khuê thì thiên về sống heo thì hơn. Chắc là Khuê cũng hay đi tập về thể dục thể thao đúng không? Ừ, đúng rồi. Có hay đi bơi không? Không, không. Tại vì công việc văn phòng á, nên là không có thời gian để đi bơi. Bởi vì Khuê cũng có tìm hiểu cái lịch bơi bên hồ bơi Rạch Miễu, nhưng mà nó thiên về là buổi sáng sớm hoặc là buổi tối và trước 6:30. Nên là cái khoảng thời gian đó không có thời gian để mà Khuê đi được. Công việc của mình bận rộn nhiều không? Thường là trong tuần thôi hả? Hay là cuối tuần? Công việc về kiến trúc thì trong giờ hành chính, nhưng mà thường thì tăng ca nên ở lại lâu hơn. Nghe nói là những người mà làm kiến trúc thì rất là có óc thẩm mỹ và hơi khó tính một tí đó. Thì Khuê tự nhiên xếp cũng có thấy khó, thấy mình bản thân mình hơi khó tính không? Có hả? Khuê thấy cũng hơi khó tính một chút. Bạn trai mà đi nhậu nhiều quá là như thế nào? Đi nhậu thì Khuê nghĩ đó là tính cách của mỗi người, với lại là cái giao tiếp trong cuộc sống của mỗi người thôi. Nó cũng không liên quan gì đến cái việc mà mình có phàn nàn về chuyện đó nhiều hay không. Nếu như mà mình hẹn hò được thì Khuê nghĩ mình hẹn hò thời gian nào là được. Công việc của Phong thì cuối tuần khá là bận, có hơi rảnh trong tuần thôi. Từ thứ hai đến thứ sáu thì Phong có thể về sớm, nhưng mà thường thứ bảy chủ nhật thì Phong hay đi học cách. Khuê thì chỉ rảnh tối thứ bảy chủ nhật thôi. Tối thứ bảy chủ nhật thôi hả? Đúng rồi. Còn trong tuần thì lại tăng ca. Đúng rồi, tăng ca và sau đó là về nhà cũng tranh thủ dọn dẹp nấu ăn, tại vì Khuê không có thích ăn ngoài lắm. Vậy là chắc là Phong qua ăn cơm ké được chứ? Cũng được nếu như mà Phong có thời gian quá. Phong thì nấu ăn thì cũng bình thường thôi, cũng có thể nấu được, nhưng mà rửa chén thì rửa rất là sạch. Cho nên Khuê thì cũng cần một bạn rửa chén. Vậy thì thay vì mình đi hẹn hò ngoài thì mình có thể về nhà ăn cơm. Nhưng mà thường thì nguyên tắc của Khuê là lúc tìm hiểu thì cũng hạn chế cho bạn nam. Ok. Thế lâu lâu thôi hả? Coi cái này là gì ha? Phát hiện tin nhắn gửi từ người lạ trong máy đối phương với một câu từ ngọt ngào, bạn sẽ xử lý như thế nào? Thì nếu mà Khuê là người phát hiện tin nhắn của một người lạ gửi cho đối phương thì đầu tiên Khuê phải hỏi đối phương trước. Tại vì mình không thể nào cấm một người phụ nữ không có tình cảm với lại một người bạn của mình được. Nhưng mà cái người bạn của mình có chủ động từ chối cái mối quan hệ đó hay không, Cái đó mới là cái mà mình quan tâm. Tôi sẽ bắt thăm cái này để hỏi Phong ha. Chia sẻ quan điểm về câu vì mẹ anh bắt chia tay. Nếu là các bạn trong trường hợp đó, các bạn sẽ làm gì? Trước giờ thì chuyện tình cảm của anh sẽ là người quyết định. Ba mẹ anh chỉ là người tham vấn thôi. Nói như thế nào đi chăng nữa thì ở góc độ nào thì nếu như mà mẹ mà có cái vấn đề gì với bạn nữ á, anh sẽ là người đứng ra mà giải quyết và chia sẻ và thuyết phục mẹ. Và quan điểm của Phong là sau này mà có đi được xa với nhau nữa thì Phong quyết định ở thành phố Hồ Chí Minh này, mẹ thì sẽ sống với ba hoặc là em trai ở quê thôi. Cho nên là cái vấn đề thì Phong sẽ là cái người mà quyết định cái vấn đề đó nhiều hơn là mẹ. Bởi vì sống là sống với Phong chứ không phải sống với mẹ. BBK vui trọn vẹn ấm tình thân. BBK vui trọn vẹn ấm tình thân.
Hay quá. Ba mẹ mà nước là luôn luôn chảy xuống, ba mẹ nào cũng yêu thương con cái của mình cả. Nếu mà thực sự ba mẹ mà có cấm đoán hay có ngăn cản mình, chẳng qua là ba mẹ đang còn thấy những điều gì đó bất ổn trong cái mối quan hệ đó thì ba mẹ mới như vậy thôi. Còn nếu như chúng ta đủ cái tình yêu đủ lớn để mà có thể giải thích, có thể chia sẻ để ba mẹ hiểu, yên tâm rằng con chọn cái người này là cái người con cần chọn, và cuộc đời của con sướng khổ là do con tự chịu, thì chị nghĩ không có ba mẹ nào mà cản duyên của con cái hết. Bản thân chị Tường cũng là một người mẹ, con chị cũng đã đến tuổi cập kê. Đương nhiên mình sáng hơn con của mình, nếu mình thấy cái thằng nó không được thì mình đương nhiên mình cũng sẽ ngăn cản. Nhưng nếu con chị mà nó vẫn quả quyết rằng đây là người con chọn và hạnh phúc phúc của con là con tự chịu thì chị cũng cảm thấy bình thường thôi. Bởi vì chị sẽ sống cuộc đời của chị, con chị nó sẽ sống với một người nào đó chứ đâu có sống với mình hoài được đâu. Chị hoàn toàn đồng ý với một cái cách nhìn nó thoáng của Phong. Nhưng mà ngược lại, giống như em nói vậy đó, đi làm sao để cân bằng được cái mối quan hệ của mình với người yêu của mình và những người xung quanh. Nếu như một cái người bạn trai hay một người bạn gái mà chỉ căng căng biết tới cái tình yêu của mình mà bất chấp mọi thứ xung quanh, không có hiếu thuận với cha mẹ, người đó yêu mình cỡ nào nhưng mình thấy cái cách mà người đó nói chuyện điện thoại với ba mẹ hay về thăm nhà mà nạt nộ quát tháo gia đình của mình, thì cái đó nó thuộc về đạo đức và hạnh kiểm, thì mình cũng phải nên xem lại. Có nhiều người phụ nữ là chỉ thích là nắm đầu chồng mình, chỉ muốn chồng mình biết tới mình thôi, không có biết gì đến gia đình của họ hết, thì đối với chị, người đàn ông đó cũng không đáng để mình trao thân gửi phận, và người phụ nữ đó cũng chẳng có hay ho gì. Rồi, kính mời quý vị và các bạn đến với một trò chơi mang tên là thách thật hay thật thách. Trời ơi ghê quá. Nếu mà em chọn thách, mình sẽ chơi một trò chơi thách. Thách là bạn đó phải làm. Còn nếu mình chọn thật thì có nghĩa là câu hỏi trong đây ra bạn phải trả lời một cách thành thật. Nào nói láo bà bắn xét đánh. Hiểu rõ quy luật trò chơi chưa? Còn mình không muốn nói thật thì mình thách, mình chọn thách. Mà thách là người ta thách mình phải làm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi thách thật. Bây giờ Nam chọn trước, thách hay thật? Thách. Thách. Hôn môi đối phương 5 giây, trời dễ ẹ. Hôn môi đối phương 5 giây, trời dễ ẹ. Nhưng mà em không đồng ý được không? Em không đồng ý được không? Bây giờ chị thách em mà em làm không được cái thử thách đó thì em sẽ bị phạt. Còn em làm được cái thử thách đó thì em làm. Bây giờ em có hỏi bạn gái đi, giờ có cho hôn môi 5 giây không? Không, em nghĩ là chưa cần vậy. Chưa cần vậy em bị phạt thì mời em ra hình phạt. Nếu mà em ra hình phạt với bạn Nam thì cũng tội nghiệp cho bạn. Không có tội em bị gì thì em bị cho em được không? Nên là em nghĩ hình phạt của em là bạn ra hít đất 15 phần. Trời ơi, ít ác ghê vậy. Tham gia chương trình tôi bắt hít có 10 cái à. Thằng nhỏ làm tướng về 15 cái nổi không vậy? Em nghe bạn nói là bạn thích tập gym và bơi lội nên là em cũng muốn để em cởi cái áo. Ok, mời em 15 cái. Nó ác không phải chị nha. Chị chỉ kêu 10 thôi. Được. 15 cái hả? Ừ, đếm đi Cương, đếm lớn lên. 1 2 3 Cố lên. 4 Đừng ụp mặt xuống dưới. 6 Nó này ác. 7 8 9 10 11 Nó quay mặt cho em nhìn luôn á. Nó không quay bên kia cho mấy quay quay. 14 15 Đủ rồi. Sao? Mặt có hơi đỏ tí. Nóng hơn chưa? Nóng rồi đó chị. Rồi, quá tuyệt vời. Mời bạn nữ lựa chọn. Thách hay thật? Chọn thật ạ. Thật hay sợ thật? Lần cuối bạn kiss một ai đó cách đây bao lâu? Dạ, mới ngày hôm qua. Mới ngày hôm qua. Ôi trời ơi, hôm ai vậy? Dạ hôn con chó nhà em. Con chó nhà em. Trời đất ơi, ta kêu hôn một ai đó chứ ta có kêu hôn một con gì đó đâu. Đối với em, con chó nhà em chính là con cưng của em. Trời đất ơi. Tới phiên bạn nam, thách hay thật? Thôi em thật. Bạn có từng bí mật ngắm một chàng trai cơ bắp nào chưa? Ủa, đi tập gym chung có mấy thằng kia nó cũng đông rồi. Đúng rồi, đi tập gym cũng không biết giới tính là gì đâu. Có. Em nhìn những người đó để em học theo, để em tập, chứ không phải là nhìn theo một góc độ hay là một khía cạnh nào khác cả. Tới em. Dạ thật. Là thật hoài không cái nào thách hết trơn vậy. Bạn có từng bí mật ngắm một cô gái xinh đẹp nào chưa? Dạ có rồi. Hồi nào? Dạ nhiều lắm chị ơi. Em đi ngoài đường mà em thấy nữ sinh là em nói cô gái xinh thì nhìn đi. Tại vì em yêu cái đẹp. Tiếp tục. Thôi anh thật tiếp. Sao con chơi thách đi. Tại vì thách có vẻ thú vị hơn. Thách mà em không có phụ họa với người ta hết trơn. Bạn có từng được người cùng giới tỏ tình chưa? Chưa chị. Xin số điện thoại có rồi chứ còn chưa tỏ tình thì chưa. Xin số em xin sao, tiếp cận em sao? Tới xin số thôi. Rồi em nói gì sao? Thì em say no thôi chứ đâu nói gì nữa đâu. Có say no thì không hay là coi cho mà cho. Thiệt. Em biết là người ta xin số vì người ta có ý đồ. Đúng rồi. Tới em.
Dạ thách đi cho vui nhộn. Thách đi cho vui nhộn. Cầm tay đối phương chị chụp hình lưu lại làm kỷ niệm. Dễ mà. Cuối chương trình cũng có cái màn nắm tay à. Ủa vậy hả chị? Có nắm tay để đo độ. Chương trình này nhanh gọn lẹ quá vậy. Nó, tại vì đối với em thôi, để coi có điện nháy qua thôi, cho nên chị nghĩ thách thức này không làm là nhụt lắm. Nhụt hả chị? Trời em ghét ai mà thách thức em lắm. Chỉ có nắm tay thôi mà, chụp hình làm kỷ niệm làm gì ghê vậy. Cũng đúng ha. Mạnh mẽ lên mình đưa chứ không lẽ giờ mình đợi ta năn nỉ nữa. Dạ, giúp ta thực hiện thử thách. Chụp hình nào, chụp hình nào, một lát gửi. Xong rồi, tới phiên bạn nam. Thật tiếc. Thật tiếc. Giữa một cô gái bốc lửa sexy và ngoan hiền thục nữ, bạn sẽ chọn cô nào? Suy nghĩ cho kỹ thật nha. Bốc lửa sexy và ngoan hiền thục nữ. Em nếu như chọn mà người yêu á, em sẽ chọn ngon hiền thục nữ. Còn nhìn thì nhìn bốc lửa sexy. Nhưng mà người ta kêu là chọn. Chọn thì em chọn ngon hiền thục nữ. Đàn ông là vậy đó. Ra đường thích bốc lửa sexy à, nhưng mà để chọn cho mình thì chỉ chọn ngoan hiền thục nữ. Cho nên mình phụ nữ mình cũng phải biết cân đối. Chỗ nào chơi thì mình cứ việc bốc lửa sexy, chỗ nào cần thì mình phải ngoan hiền thục nữ. Nhưng mà quan trọng là biết xuất hiện đúng nơi, đúng thời điểm và đúng với cái vẻ bề ngoài của mình, đó là phù hợp. Em. Dạ em thách tiếp. Thách tiếp. Chắc em bị phạt quá. Gọi điện cho người thân nhất. À người thân nhất dễ mà, đừng nói gọi cho con chó không biết nghe nha. Gọi điện cho người thân nhất khoe có bồ. Gọi điện cho người thân nhất khoe có bồ. Nhưng mà em không có điện thoại. Cho, mượn. Cho em mượn điện thoại. Mượn điện thoại. Không ấy mượn điện thoại của bồ luôn đi. Số điện thoại này của bồ tao nè. Đúng không? Hay quá. Em gọi cho chị gái em. Ok. Alo. Chị Hợp hả? Sao á? Em có bồ rồi nè. Em có bồ rồi nè. Ủa? Thiệt hả? Đúng vậy. Tin này em mới khoe cho chị biết thôi đó. Chị là người đầu tiên á. Chị là người đầu tiên biết luôn á. Trời bất ngờ quá vậy. Trời có xứng đáng với em mình không đây? Trời có xứng đáng với em mình không đây? Số điện thoại này của bồ em chị lưu lại đi rồi chị tìm hiểu sau. Số điện thoại này của bồ em á, chị lưu lại đi rồi có gì chị tìm hiểu xem có xứng đáng hay không nha. À vậy hả, số điện thoại của bồ em hả? Bồ em tên gì để chị lưu danh bạ liền nè. Bồ em tên là người yêu của Khuê. Rồi, người yêu của Khuê đúng không? Ừ. Rồi, cho chị gửi lời cảm ơn chương trình nha. Dễ thương. Cảm ơn chương trình vì đã kiếm được bồ cho người em mà có tiêu chuẩn cao như vậy. Cảm ơn em nha, chị Cát Tường đây, cảm ơn em nha. À vậy hả, em chơi chị. Ok. Rồi, bye bye chị Hợp nha. Hai chị em dễ thương, nhớ lưu vô nha, lưu giùm cho Khuê nha. Hay quá, vậy làm cô ấy vẫn chưa bị phạt, với em. Cái này em xui tới mức đó hả, em chồng thấp. Em xui thấp không? Em bị phạt. Má đối phương và nói một câu tình cảm nhất, thả thính đối phương. Cái chuyện nói là chuyện của em, bây giờ em xin được vuốt má thì đó được, không được em bị phạt nữa. Không được. Trời ơi bà. Cái này em xui tới mức đó hả, em chồng thấp. Em xui thấp không? Em bị phạt. Em chưa kịp xin, không được. Em chưa kịp thì em xin đi. Em qua đây đứng nè. Qua đây đứng thanh tay lại xin đàng hoàng. Chị quen mấy bạn nhỏ hơn, mấy bạn lễ phép với chị lắm thiệt. Mấy bạn của chị toàn là dạ chào chị em về. Dạ chị Tường, chị Tường vui không? Hôm nay chị Tường muốn ăn gì? Đi qua người ta làm, tôi nói thiệt, tôi chưa bao giờ nói giỡn một câu gì hết á. Mình phải làm hết mình cái đã. Rồi cái chuyện được hay không, chị nói tính sao? Mình chưa làm mà. Làm đi chứ nhìn tôi làm chi? Quê ơi, cho mình thực hiện cái thử thách này nha. Cho người ta thực hiện đi, coi người ta nói cái gì. Hình phạt là bạn ngồi đó và thả thính đi. Được. Thả thính hả? Ừ. Thả thính chân thành. Thả thính chân thành. Thả thính chân thành. Thôi thả thính mà chân thành. Thả thính chân thành hả? Em bị hồi hộp cái gì? Nhìn cổ vẫn nhìn tôi làm chi? Em sợ. Mình nhìn cô đây. Bị hồi hộp. Bản lĩnh lên nè. Mình nhìn cô ấy, mình trong người mình cảm xúc sao mình nói vậy. Cái này thì không được nghe nói thôi. Nếu như mà ở kiếp này mà mình gặp được nhau á, thì kiếp trước mình phải ngoảnh mặt nhìn nhau 500 lần. Thì lần này mình đã có cơ hội, có duyên gặp nhau rồi. Thì cũng hy vọng là mình cho nhau cơ hội để mình tiếp tục xây nối cái duyên này. Rất là chân thành luôn. Đó là chân thành chưa? Em chân thành sao? Chân đó là chân thành hay là đó là thả thính? Chân thành đó. Em thấy chỉ có chân thành thôi chứ không có thả thính. Là được chưa hay là không được? Dạ được. Hay quá. Tới em.
Dạ em thật. Bạn có từng suy nghĩ đến việc tình một đêm chưa? Dạ chưa bao giờ. Em có một cái tiêu chuẩn riêng của mình là đối với chuyện đó là em không bao giờ em đồng ý. Có thể là đối với thời hiện đại bây giờ thì những cái chuyện đó nó bình thường, đó là quan điểm cá nhân của mỗi người. Nhưng mà đối với em có một cái tiêu chuẩn nhất định và em không đồng ý cho cái mối quan hệ như vậy. Một câu cuối. Em thật. Thật. Bạn đã từng overnight với một người khác giới ở lần gặp đầu tiên chưa? Chưa luôn. Nếu như có thì chắc là phải vài lần người yêu rồi mới được, chứ còn mà mới một lần đầu thì chưa bao giờ. Tới em, cuối cùng. Em chọn thách đi cho vui. Thách. Mời đối phương một đoạn nhảy tùy thích. Nhưng mà ở đây không có nhạc. Sẽ có, cái gì ở đây cũng có hết. Không có biết nhảy không? Nhảy về điều gì? Vance hay là... không biết nhảy. Xì lô, ôm nhau là quá dễ rồi. Nhảy không được rồi, thôi. Em chấp nhận hình phạt từ Phong. Hình phạt. Nó lại một câu thả thính. Nó lại một câu thả thính. Wow. Vậy thì hơi khó với em, tại vì trước giờ em toàn là... nhận thính. Dạ đúng rồi. Nhưng bây giờ em không chấp nhận thử thách thì em phải bị phạt thôi. Hồi nãy em cũng ác với người ta quá trời rồi. Phong có theo đạo gì không? Theo tôn giáo gì không? Còn Khuê thì Khuê theo đạo Phật, nên là Khuê hay ăn chay lắm. Mà dạo này Khuê ăn chay trường nên là ăn hết 3 chai tương luôn. Tương đen á, thì giờ đến tương tư Phong. Thì giờ đến tương tư Phong. Quá trời. Quá trời, được không em? Quá sắc, em thấy được. Em thấy được phải không? Em thấy được là được rồi. Nãy giờ mình thật ra qua cái trò chơi vừa rồi để các bạn cũng hiểu nhau về nhiều hơn, về con người của nhau. Qua những cách bạn trả lời chấp nhận hay không chấp nhận những cái thách thức, hoặc là cách thể hiện những cái hình phạt cũng là đã đủ để cho các bạn hiểu nhau rồi. Thật ra game nó vui nhưng mà nó nhiều ý nghĩa lắm. Và bây giờ cuối cùng, giống như chị nói lúc nãy, trước khi chúng ta bấm nút hẹn hò với nhau, hai bạn nắm tay nhau qua cái cửa trái tim này. Cái nắm tay này để các bạn nhìn nhau 30 giây, muốn nói gì nữa hay không là tùy. Hồi nãy giờ là thách đố, còn bây giờ là sự thật. Trước khi chúng ta quyết định có hẹn hò với nhau hay không, 30 giây dành cho các bạn. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Sweet Couple nha. Phong tự nhẫn nha. Nhưng mà nãy, nếu như mà nãy nói thả thính nhưng mà nãy nói thật á, là Phong nói thật. Chuyện kia là thả thính á. Không, hồi nãy kêu thả thính thật, chân thật á. Cái đó là nói thật á. Thì Khuê cũng thấy là chân thành mà. Thế là được rồi. Thôi được rồi, tôi gánh tị rồi. Bực bội trong người cặp này quá, bực mình nổi da gà hết trơn cái chọi à. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò bấm mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra. Bấm nút là giành lấy cơ hội cho mình, bấm nút là sự chân thành. Một. Cái này thì không được nghe nói thôi. Nếu như mà ở kiếp này mà mình gặp được nhau á, thì kiếp trước mình phải ngoảnh mặt nhìn nhau 500 lần. Thì lần này mình đã có cơ hội, có duyên gặp nhau rồi, thì Phong hy vọng là mình cho nhau cơ hội để mình tiếp tục xây nối cái duyên này. Hai. Em cũng tự đặt tiêu chuẩn ra cho bản thân mình, nó cũng phải phù hợp với mình thì lúc đó mình mới tiến đến. Tại vì bây giờ em nghĩ với độ tuổi của mình, em cũng không muốn lông bông hay là tìm hiểu qua loa sơ sài nữa, mà em muốn là tiến đến một cái mối quan hệ mà nó bền vững. Dạ, em muốn một mối quan hệ bắt đầu từ tình bạn hơn. Hôm nay thì cũng chỉ là những cái câu nói tìm hiểu, nhưng mà nó quá ngắn nên là mình chưa có hiểu nhau nhiều.
thì Khuê mong là khoảng thời gian sau đó mình sẽ có khoảng thời gian nhiều hơn để mà tìm hiểu nhau kỹ hơn. Cô này cũng ăn gian lắm. Người ta đến với chương trình chỉ có bấm hay không bấm chứ không có sau chương trình. Tại vì nguyên tắc của chương trình là chỉ có bấm nút hẹn hò thì chúng ta mới có sau chương trình. Khi chúng ta không bấm có nghĩa là chúng ta đã từ chối cái cơ hội mà chương trình mang đến. Tại đã không bấm rồi thì ra đường ai nấy đi chứ mắc gì mà phải có cái đằng sau. Mà cô này cô ăn gian lắm. Tại vì có số điện thoại của em rồi. Tại vì có số điện thoại của em rồi. Dèm block, dèm block. Thật là mạnh mẽ, thật là mạnh mẽ. Thật ra chị rất là tiếc, chị cũng rất là bất ngờ khi em không bấm nút. Tại vì chị thấy các bạn có một cái sinh cuộc trò chuyện nó rất là văn minh, dễ thương, nó rất là đẹp. Cảm nhận của chị là Phong rất là chững chạc và cũng rất là nghiêm túc. Chị thấy em cũng vậy luôn. Mà nếu như mình bỏ lỡ một cái cơ hội thì nó cũng thật sự là đáng tiếc. Nhưng vẫn như cái thông điệp của chương trình, quyền quyết định vẫn là của các bạn. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Rồi mời hai bạn đứng lên. Thay mặt cho chương trình gửi tặng cho em một món quà để làm đẹp nha. Cặp đôi không thành công thì cũng đừng lo, bởi vì chương trình sẽ dành cho các bạn một phần quà, đó là một cái gói Ruby của ứng dụng Speak Couple, một ứng dụng hẹn hò với một môi trường an toàn, văn minh và thân thiện. Chúc các bạn độc thân sẽ tìm kiếm được một cái người lý tưởng của mình tại ứng dụng Speak Couple nhé. Và bây giờ thì các trường xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khung giờ quen thuộc của chương trình Bà Mối Hẹn Hò, được phát sóng vào lúc 17:40 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình Hẹn Ăn Trưa được phát sóng vào lúc 18:00 thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Một lần nữa cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị.